hại ai, như chuông đã bể rồi ai mà được vị kệ nơi niết bàn. Và đây là bản hồ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Còn thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, được quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, mến chào Thi Lâm, mến chào Phan Nguyệt, gửi vào đạo tràng. Dạ, đồng hồ Nhật Quỳnh thì còn 5 phút nữa mà chưa không đây thấy hồi nãy. Dạ, có rồi. Dạ, cô tu nữ tại duyên có thể thay mặt đạo tràng cung thỉnh Pháp Sư được không cô? Dạ, cô có thể cầm mic được không? Có thể. Dạ, sa thủ lành thai. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời cô. Dạ, tùy cô thỉnh Pháp Sư nhàn, hãy thấy sư vào thì cô rút ngắn lại, mà thấy sư chưa vào thì cô kéo dài ra. Dạ, rồi thỉnh sư minh mẫn giùm Nhật Quỳnh ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà. Dạ. Dạ, sa thủ lành thai. Dạ, kính cảm ơn Nhật Quỳnh. Bây giờ một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng, kính lễ quý bà nữ, kính lễ cô tu nữ Thamma Chari, và kính chào tất cả quý thiền nam tín nữ. Và bây giờ là giờ cung thỉnh pháp sư. Kính mong đạo tràng thân tâm thanh tịnh cùng trợ duyên cung thỉnh pháp sư. Nam mô tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Ê quan sa ba thi cha tha thi quả xa dần tan ha u ta ya trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng
trổ hoa lành rải tàn mùi hương, pháp màu ánh sáng phi thường, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phạm thiên vẫn nằm ngồi khấn khoản, Phật nhận lời nắng dị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giá ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp. 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thôi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa là núi khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng. Thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu đặng trí tria vẹn toàn. Dạ Nam Mô Bức Tha Giá. Con đã vừa cung thỉnh pháp sư xong, bây giờ con thấy đại đức Minh Mẫn đã vào đạo tràng rồi. Con biết là sư có nghe âm thanh của con không? Dạ, một lần nữa con thành kính cung thỉnh đại đức Minh Mẫn từ bi hoan hỷ quan âm pháp tòa đăng đàn thuyết giảng cho chúng con bài học hôm nay. Dạ, con kính cung thỉnh sư. Dạ sa thú lành thay kính tri ân cô tu nữ. Dạ cô tu nữ Tuệ Duyên. Cái bell thoát này xin thưa quý vị, cái nick mà mới vừa nói xong rớt xuống đó là mình không có thấy được. Còn hồi mình xài cái bao thóc cũ đó là cái nít mà mới vừa nói chuyện xong đó, rớt xuống cái là nó nằm đầu tiên. Dạ chúng tôi thấy là cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ Nam Mô Bút Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ nghe hai nhỏ. Rồi quý vị đợi chúng tôi, quan hỷ đợi chúng tôi một chút xíu. Dạ rồi bây giờ chắc nghe ok rồi. Dạ xin hỏi quý vị nghe ok chưa, nghe được chưa, nghe âm thanh vừa đủ chưa? Dạ nghe tốt rồi. Dạ sa thú lần thay kính tri ân huynh Quách Thanh Á xếp trái mình.
À, kính tri ân cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, bây giờ chúng ta cùng nhau học bài mới. Nam mô Bố Thầy, dạ Nam mô Thầm Mai, dạ Nam mô Sang Khai, dạ con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Ồ, chúng tôi thấy có mình là Thượng Tọa Minh Hạnh. Cùng chư tôn đức hiện diện, kính chào quý bà quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Trước khi học bài mới, xin hỏi các khóp là năm nay chúng ta có theo thông lệ giống như các năm trước không, là một tháng dân y đó, các vị giảng sư được nghỉ hè hay không? À dạ có. Như vậy có nghĩa đó là hôm nay là buổi giảng cuối cùng của chúng tôi. Rồi nghỉ hè một tháng, rồi sau đó mới gặp lại bà con chư Phật tử chúng ta. Sa thú Xích Nhật Quỳnh. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 135. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng việc dịch văn xuôi. Rồi chúng ta sẽ học đến duyên sự và ý nghĩa của câu kệ. Đoạn thứ nhất của câu kệ: Yatha Dande Na Gopalo. Yatha Dande Na Gopalo. Đoạn thứ hai: Ga vô pa che ti go cha rằng. Ga vô pa che ti go cha rằng. Đoạn thứ ba: E quăng cha ra cha ma chú cha. E quăng cha ra cha ma chú cha. Đoạn thứ tư: A dung pa chen ti pa ni năng. A dung pa chen ti pa ni năng. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng của bốn đoạn này. Đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên giá tha. Và giá tha đây là một cái trạng từ, có nghĩa là vậy thì hay là cũng vậy. À xin lỗi quý vị. Giống như. Giống như. Từ này nó đối lại với từ e quăng ở dưới. Giống như hay là giống. E quăng ở dưới mới là cũng vậy. Vậy. Từ thứ hai đan đê ná đan đá, mà chia theo cách thứ ba số ít, thành ra nó có cái hình thức là e ná. Đan đá này chúng ta lấy theo hai nghĩa, một là gậy gọc và hai là hình phạt. Gậy gọc, hình phạt. Từ thứ ba Gopalo. Gopalo là người chăn bò. Go là con bò, pa lá là hộ trì gìn giữ. Gopalo là người giữ bò hay là người chăn bò. Chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên Gavo. Gavo là chữ go, go, go mà chia theo cách thứ hai số nhiều, thành ra nó có cái hình thức là avo. Đây là một cái từ bất biến. Từ này từ bất quy tắc ở trong ngôn ngữ Bali. Go là con bò mà Gavo là những con bò. Pa che ti. Pa che ti. Nếu mà theo bản dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu đó, thì Ngài dịch đó là lùa. Lùa. Nhưng mà theo từ điển đó,
Theo từ điển thì cái từ pa che tí này nó có hai nhóm nghĩa. Nó có hai nhóm nghĩa. Một đó là hướng dẫn. Hướng dẫn, dắt đi. Hướng dẫn dắt đi. Và cái nhóm nghĩa thứ hai đó, nhóm nghĩa thứ hai đó là nó có nghĩa là làm hao mòn hay là cắt đứt. Như vậy thì cái động từ pa che tí này chúng ta lấy hai nhóm nghĩa vậy. Từ tiếp theo go cha răng. Go cha răng chúng ta dịch theo cái nghĩa Hán tự đó là mục trường. Còn dịch theo nghĩa tiếng Việt của mình đó là đồng cỏ. Đồng cỏ tức là nơi mà con bò, trâu bò đó, nó đến nó sinh hoạt, nó lui tới ở đó. Rồi còn có một cái nghĩa phái sinh nữa đó là là cái ôi mà thôi đi, chúng ta lấy hai nghĩa thì được. Nó còn có một cái nghĩa nữa đó là trần cảnh, chỗ chỗ nên đi. Nhưng mà thôi chúng ta lấy hai nghĩa này được rồi. Chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có năm từ, nhưng mà chúng ta thấy là có hai từ nó giống nhau rồi, thành ra nó còn có bốn từ. Từ đầu tiên ê quăng, ê quăng nó đối nghĩa lại với cái trạng từ giá tha trên. Giá tha là giống như, thì ê quăng đó, giá tha đó là giống, thì ê quăng là vậy. Mà giá tha là giống như, thì ê quăng đó là cũng vậy. Vậy cũng vậy. Cha ra là già. Cha ra là già, sự già. Chá chá, đây là một cái liên từ, có nghĩa là và. Rồi má chú là sự chết. Già, chết. Chúng ta bước sang đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư của câu kệ chúng ta thấy có bốn từ. Từ đầu tiên ai dung. Ai dung là tuổi thọ. Ayu wan năng su khang ba lăng là thọ, là sắc, lạc, lực, thọ sắc lạc lực, bốn pháp hằng tăng đến người có cái sự cung kính đối với bậc giữ giới, bậc trưởng lão. Đây là một cái bài kinh mà Chư Tăng thường tụng ở trong các cái đám ma chay chúc thọ. Ayuwan no sukhang ba lăng. Ayu là tuổi thọ. Pa che tí, đây là cái động từ chúng ta đã lấy nghĩa ở trên rồi. Pa che tí mà chia theo ngôi thứ ba số nhiều, thành ra nó có cái hình thức là en tí 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 antisithamima, là sáu ngôi. Ba ngôi mà số nhiều số ít, thành ra nó có sáu hình thức. Ba trên tí chúng ta lấy nghĩa trên rồi, có hai nhóm nghĩa. Lùa hướng dẫn dắt dẫn, rồi là làm cho hao mòn cắt đứt. Đó là hai nhóm nghĩa. Từ cuối cùng pa ni năng. Pa ni năng là
Chúng ta có một cái giới là Panatipata Weramanisika Padang Sabadiyami. Các ngài dịch văn xuông, văn xuôi mà nó nghe nó xuông tai đó, là con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh đó. Còn mà dịch đúng đó là tránh xa đi sự đoạt hay là cắt đứt sự súng, sự sống. Sự sống. Vậy thì pa ni năng ở đây đó là những cái sự sống. Sự sống ở đây con chư Phật tử chúng ta học ví dụ pháp đó, thì sự sống này đó là chỉ cho sắc mạng quyền hoặc là danh mạng quyền hoặc là sắc cộng với danh mạng quyền. Ba ni năng là những sự sống. Số nhiều đó xin thưa quý vị. Vậy là chúng ta đã lấy nghĩa xong cả bốn đoạn. Bây giờ chúng ta cùng nhau dịch văn xuôi. Giá tha giống như Gopalo người chăn bò. Người chăn bò, pa chê tí, lùa hay là dắt dẫn, ga vô những con bò. Đan đê bằng, bằng cây gậy. Bằng cây gậy, mình dịch ngược lại đó là giống như người chăn bò dùng gậy lùa đàn bò, vô chá răng đến một trường. Đến bãi cỏ, đến đồng cỏ. Đó là một mệnh đề. Mệnh đề thứ hai, ê quăng cũng vậy, chá ra sự già, chá và mách chú sự chết. Ba trên tí làm hao mòn hay là cắt đứt, ai dung tuổi thọ, ba ni năng của sự sống hay là sinh hữu. Của sự sống hay là sinh hữu. Mà sự sống sinh hữu mình dịch cho nó hơi thường thường tí đó là chúng sinh. Thì mình nghe đó là mình dễ hiểu hơn. Rồi đó là văn dịch xuôi của câu kệ Pháp Cú số 135 này. Tùy vào bà con chư Phật tử chúng ta ai giỏi văn chương đó, thì chúng ta có thể gọt giũa lại sau đó để nghe cho nó lọt tai, nghe cho nó êm. Còn chúng tôi căn cứ theo văn phạm rồi ngôn từ nghĩa đen đó, dịch là như vậy. Đồng thời cũng có mấy cái bài dịch văn kệ năm chữ, văn kệ lục bát của chư Tôn Đức đó. Bà con chư Phật tử chúng ta đọc thêm để tham khảo. Kính tri ân Xít Ái Minh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ và dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 135. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Arahang samma sambuddho phakkhavā buddhaṃ phakkhavantaṃ abhivādemi. Suakkhāto phakkhavatā dhammo dhammaṃ namassāmi. Suppatipanno phakkhavato sāvaka saṅkho saṅkhaṃ namāmi. Namatu ratana tayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo pháp sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức.
xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật pháp tại râm Pháp Cú Kinh chuyên đề. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến kệ Pháp Cú số 135. Câu kệ này nằm trong phẩm Đan Đá Quắc Gá, được Đức Thế Tôn thuyết Đan Đá Quắc Gá là phẩm gậy gọc hoặc là phẩm hình phạt. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi ngài ngự tại Upparama, tức là chùa Đông Phương Tự của bà Visakha, và đề cập đến ngày bát quan trai giới của các tín nữ được bà Visakha hướng dẫn. Vào thời kỳ Đức Phật thì xin thưa với bà con chư Phật tử là chư thiện nam tín nữ cũng rất là thường xuyên vào ở trong chùa để thọ bát quan trai giới. Thì một lần nọ trong ngày bát quan trai giới, bà Visakha đã rủ rê được 500 người phụ nữ khác đi chùa để thọ bát quan trai giới. Khi mà thọ bát quan trai giới đó, thì bây giờ bà Visakha đó muốn biết được cái lý do tại sao đó những người phụ nữ này thọ bát quan trai giới. Cho nên đó là bà Visakha đó mới đi hỏi từng nhóm. Hỏi từng nhóm. Mới đầu đó, bà Visakha đến hỏi cái nhóm người cao tuổi nhất. Hỏi chứ thưa quý bà, quý bà giữ bát quan trai giới để làm gì? Thì nhóm người cao tuổi này mới trả lời đó là giữ bát quan trai giới để được hưởng phước chư thiên. Tức là giữ bát quan trai giới để mong được làm chư thiên. Rồi đến cái nhóm tiếp theo đó là những người phụ nữ trung niên, lão niên, rồi giờ đến trung niên. Thì cái nhóm trung niên này đó mới trả lời đó là thọ bát quan trai giới này nè là để thoát khỏi cái cảnh chồng chung, tức là nhiều người có chung một ông chồng, thì thoát khỏi cái cảnh đó đi. Cho nên đó là họ mới thọ bát quan trai giới này, họ thọ bát quan trai giới này đó là nguyện đời sau kiếp khác đó, hoặc là ngay trong kiếp sống này nè, mình không có phải đó là có một cái ông chồng chung với người khác. Mục đích thọ bát quan trai giới của họ là vậy. Rồi đến cái nhóm thứ ba đó là nhóm các cái thiếu nữ. Xin lỗi, nhóm các cái thiếu phụ. Lão niên, trung niên, rồi giờ đến cái nhóm các cái thiếu phụ. Thì nhóm này đó mới trả lời đó. Nhóm các thiếu phụ tức là những người phụ nữ mà mới vừa có chồng xong. Thì họ mới trả lời đó là để được sanh con đầu lòng, tức là mục đích thọ bát quan trai giới này là để có con, có con đó đó, một là để có cái chỗ nương tựa, thứ hai đó là để thiết lập được một cái chỗ vững chắc ở trong nhà chồng. Nhóm thứ tư tức là các cái cô thiếu nữ, thì bây giờ các cô này mới trả lời sở dĩ mà thọ bát quan trai giới đó đó là vì mong muốn được sanh con đầu lòng. Xin lỗi quý vị,
cái nhóm thiếu phụ đó thì mới sinh con đầu lòng. Nhóm các thiếu nữ này đó thì là để được sớm có chồng. Dạ, để được sớm có chồng. Thì có lẽ từ cái câu họ trả lời này, này chúng ta thấy đó là người Ấn Độ cũng giống như là người Việt Nam và cũng giống như là người của Á Đông đó. Cái hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ đó là có chồng. Cái hạnh phúc thứ hai đó là được làm mẹ. Thành ra đó là các cô thiếu nữ này nè cũng ước muốn là mình có chồng. Cho nên đó là mới nghe theo lời của bà Quý Sa Kha đi chùa thọ bát quan trai giới để mong cầu ước muốn với cái phước thọ bát quan trai giới đó mình sẽ được có chồng. Chứ mà không có chồng sống thành bà già, không có chồng thì cũng khổ. Thì 500 người phụ nữ đó phân ra thành 4 nhóm. Và 4 nhóm này đã có 4 câu trả lời rồi. Dạ, 4 câu trả lời. Thì sau khi nghe được cái mục đích thọ bát quan trai giới của cả 500 người phụ nữ này, bà Visakha đó mới dẫn toàn bộ những người phụ nữ này đến ý kiến gặp Đức Thế Tôn, tuần tự kể lại đầu đuôi câu chuyện và những cái câu hỏi mà bà Visakha này đã hỏi họ, đồng thời cũng trình bày luôn những cái câu hỏi mà những người này họ đã trả lời. Thì nương theo đó Đức Thế Tôn ngài mới dạy, ngài nói này Visakha, những chúng sanh hằng bị 4 loại khổ là khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, giống như kẻ chăn bò tay cầm cây gậy lùa bò từ sanh đến già, từ bệnh, từ già đến bệnh, từ bệnh đến chết. Để cho cái sự chết hay sự tử đó, đó nó giống như búa bén chặt đứt cái mạng sống của họ. Mặc dầu vậy đó, nhưng mà những chúng sinh đó, đó cũng không có nguyện giảm bớt đi cái sự sanh bao giờ cả, mà họ chỉ nguyện hưởng được lạc, họ chỉ nguyện đó tăng thêm cái sự sinh tử đó. Dạy như vậy xong, Đức Thế Tôn ngài mới thuyết lên câu kệ để kết thúc. Yatha dande na gopalo gavo pa che ti go cha rang e wang cha ra cha mat cha ayung pa chen ti pa ni năng. Câu kệ này được ngài Hòa thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ 5 chữ. Với gậy người chăn bò lùa bò ra bãi cỏ, cũng vậy già và chết lùa người đến mạng chung. Đồng thời ngài Hòa thượng giới đức này dịch kệ thơ 6 chữ như thế này: người chăn dùng gậy lùa dê, chữ gavo là những con bò mà đây này dịch là con dê. Người chăn dùng gậy lùa dê, lùa từng con một đi về núi xa, tuổi già sự chết cũng là lùa từng mạng sống chúng ta xuống hầm. Và đồng thời khi nãy bà con chư Phật tử chúng ta cũng đã nghe chúng tôi chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi rồi. Cho nên qua 3 cái bản dịch đó, đó thì ít nhiều gì chúng ta cũng hiểu được ý nghĩa chứa đựng ở trong câu kệ Pali mà Đức Thế Tôn ngài dạy. Bây giờ chúng tôi mới xin được dùng cái sự hiểu biết của mình về Phật pháp để diễn giải rộng và sâu về ý nghĩa chứa đựng ở trong câu kệ Pali này, hầu giúp bà con chư Phật tử chúng ta, những ai có đồng quan điểm với chúng tôi, có đồng căn cơ cá tánh với chúng tôi, chúng ta sẽ hoặc là những người mà có cái duyên đối với khía cạnh ý nghĩa chứa đựng ở trong cái câu kệ này đó, thì chúng ta sẽ thẩm thấu hơn, thẩm thấu theo chiều rộng, thẩm thấu theo chiều sâu, từ đó chúng ta ứng dụng vào trong cái đời sống của mình đó, thì chúng ta sẽ có thêm được cái phước là phước thực hành lời dạy của Đức Phật. Nghe pháp đó,
cũng là một cái loại phước. À, nhưng mà thực hành theo pháp á, thì lại là một cái loại phước khác nữa. Và chỉ có cái phước mà thực hành theo pháp á, à, thì mới có công năng khả năng bào mòn, cắt đứt, đoạn trừ tham sân si. Thành ra đó là chúng ta học pháp lâu quá, chúng ta cũng phải hiểu được cái ý nghĩa này. Nên chi đó, các cái ngài Hòa Thượng Tôn Túc đó, như là ngài Chánh Cha đó, ngài nói chúng ta học pháp đó, thì phải thuộc nè, rồi nhớ nè, rồi áp dụng vào trong cái đời sống, thì lúc đó là chúng ta mới hết khổ được. Và học pháp, hành pháp là như vậy đó. Xin thưa bà con chư Phật tử, thì khi mà chúng ta học pháp, hành pháp vậy đó, thì bây giờ đó chúng ta mới thực hành theo cái nhân và quả. Chúng ta muốn có cái kết quả nào thì là phải tác động một cái nhân tương ứng. Khi mà chúng ta tác động một cái nhân nào đó thì chúng ta cũng sẽ gặt hái một cái kết quả tương ứng. Có sống theo pháp thì chúng ta mới thành tựu được pháp. Còn không có sống theo pháp thì dĩ nhiên nhân nào quả đó. Thành ra đó là không có sống theo pháp thì chúng ta sẽ không có thành tựu được pháp. Ý nghĩa chứ đừng nói trong cái câu kệ này là gì? Câu kệ này khi nãy Chiếc Nghĩa Từ Vận cho bà con chư Phật tử chúng ta đó, ở cái phần dịch về dịch việc văn xuôi thì ở trong đó chứa đựng hai mệnh đề. Mệnh đề đầu tiên đó là giống như người chăn bò dắt dẫn những con bò ra đồng cỏ bằng gậy, hay là người chăn bò dùng gậy dẫn dắt những con bò ra đồng cỏ. Đó là một mệnh đề. Mệnh đề thứ hai đó, sự già và chết làm hao mòn hay là cắt đứt đi tuổi thọ. Thì qua việc dịch văn xuôi này chúng ta thấy đó, cái mệnh đề đầu tiên đó là một cái hình ảnh, hình ảnh ẩn dụ để chỉ cho cái ý nghĩa ẩn chứa ở trong cái mệnh đề thứ hai. Mệnh đề thứ hai, điều này có nghĩa đó là chúng ta chỉ cần hiểu một mệnh đề nào đó tới nơi tới chốn thì chúng ta sẽ hiểu được cái mệnh đề kia. Hiểu được mệnh đề kia. Giờ ở đây ra chúng ta hiểu đó là cái mệnh đề trên là ẩn dụ cho cái mệnh đề dưới. Vậy chúng tôi mới xin được dùng cái phương pháp so sánh để giảng giải đến bà con chư Phật tử chúng ta. Mệnh đề đầu tiên Đức Thế Tôn ngài giải tha đan đê na go pa lo ga vô chê ga vô pa chê thi vô chà đăng. Thì ở cái đoạn đầu chúng ta thấy đó có cái từ go pa lo. Go pa lo là người chăn bò, người giữ bò. Người chăn bò, người giữ bò. Thì mệnh đề ở dưới đó mới có cái từ đó là e quang cha ra ma chú cha. E quang cha ra cha ma chú cha. Do đó đó cái từ ba go pa lo ở trên đó là ẩn dụ cho cái cụm từ cha ra cha ma chú cha. Rồi ở cái mệnh đề trên nó lại có cái từ ga vô là những con bò hay là con bò. Thì cái mệnh đề ở dưới có cái từ a dung là tuổi thọ. Thì con bò ở trên đó là ẩn dụ cho tuổi thọ.
Mệnh đề ở trên có chữ Gô Cha Răng là mục trường hay là đồng cỏ, để ẩn dụ cho ở dưới đó. Mệnh đề ở dưới đó, mệnh đề ở dưới đó có một cái từ ẩn mà chúng ta không có thấy, đó là từ Maranang. Thì cái từ Maranang ở đây đó nó lại liên quan đến một cái từ ở trên là Dandena. Mà từ Dandena ở trên đó, thì chúng ta lại không có thấy ở cái mệnh đề dưới, mệnh đề thứ hai. Ở đây là cái tổng quan về cái câu kệ này, chúng ta phải có một cái sự so sánh như vậy. Sau khi có cái sự so sánh xong, bây giờ chúng ta mới cùng nhau đi vào tìm hiểu ý nghĩa chi tiết, ý nghĩa cụ thể. Người chăn bò dùng gậy lùa bò ra đồng cỏ. Thì người chăn bò có một cái bổn phận, một phận sự duy nhất, đó là gìn giữ cái đàn bò. Ngày nào cũng vậy, lùa cái đàn bò đó ra ở cánh đồng cỏ, cho bò ăn cỏ, rồi lại dùng cái cây gậy đó đó, sáng dùng gậy lùa đàn bò ra cánh đồng cỏ cho bò ăn cỏ, rồi chiều đó lùa đàn bò đó về. Thì cái đàn bò đó nó đi ra đồng cỏ và nó về nhà, rồi nó ra đồng cỏ rồi nó về nhà đó, xin thưa quý vị, đó là do cái cây gậy, do cái cây gậy đó. Người chăn bò này phải dùng cái cây gậy đó, cái cây gậy đó đâm đập đánh cái đàn bò đó, cho nên cái đàn bò đó nó mới đi. Và thử hỏi bà con chư Phật tử chúng ta đó, thì ngày qua ngày vậy đó, đàn bò đó nó có tiêu hao không, hay là nó vẫn còn mãi mãi vậy? Ngày qua ngày vậy đó thì đàn bò đó nó có hao hụt không, nó có chết đi không, hay là nó vẫn còn tồn tại mãi mãi vậy? Rồi với cái việc nè, ngày nào ngày qua ngày đàn bò đó, đó nó ra đồng cỏ nó ăn cỏ, nó thỏa thích với cái cỏ đó, nó mập mạp lên vậy nè, thì đứng trên góc độ nghiệp báo đó, nó đam mê, nó thích thú ở trong cái vị giác vậy đó, thì chết rồi nó có sanh lại không? Nếu đứng trên góc độ nhân quả nghiệp báo, rồi đứng trên góc độ bốn chân lý đó, thì cứ hễ khi nào mà còn thích thì khi đó sẽ còn sanh trở lại, tức là còn tập đế đó. Tập đế đó là tham, là thích, là quyến luyến, là dính mắc, là đắm nhiễm, là bám víu vào, là ưa, là hoan hỷ, vân vân. Thì cứ hễ khi nào mà còn có những, còn những cái trạng thái đó đó là còn sanh trở lại. Như vậy thì cái đàn bò này là nó bị cái cây gậy đó nó lùa ra cái cánh đồng đó, đó rồi nó được ăn uống thỏa thê, rồi nó bị cái cánh đồng đó lùa về, rồi sáng mai nó ra, ngày qua ngày cứ lùa ra lùa vô, lùa ra lùa vô, nó được thỏa thích ở trong cái cánh đồng cỏ đó, đó. Cho nên là gì, nó chết rồi nó tái sanh lại, nó chết rồi nó tái sanh trở lại. Và dĩ nhiên đó là mình không có chắc chắn là cái con bò nó chết rồi nó tái sanh lại làm bò hay sư thú vậy ha. Ở đây đó mình cùng với nhau đó thống nhất một điều, đó là gì, chết rồi còn tái sanh lại, còn nó tái sanh lại bằng cái hình thức nào đó thì cái đó hào hồi phân giải, cái đó là hào hồi phân giải. Thì từ cái hình ảnh người chăn bò dùng gậy nè lùa
đàn bò ra đồng cỏ, chúng ta hiểu nghĩa là vậy. À, thì từ cái hình ảnh ẩn dụ đó đó, Đức Thế Tôn ngài mới dạy đến cái ý nghĩa là ê quăng cha ra cha ma chu cha ai dung pa trên cái pa này năng. Cũng vậy, sự già và chết làm hao mòn hay là cắt đứt đi mạng sống của sự sống, hay là tuổi thọ của sự sống, cắt đứt đi cái tuổi thọ của sự sống. À, mà ngài hòa thượng, ngài hòa thượng Minh Châu ngài dịch đó là lùa ha, lùa người đến mạng chung. À, nhưng mà nghĩa đen đó chúng ta phải hiểu vậy đó. Làm hao mòn hay là cắt đứt đi tuổi thọ của sự sống. À, xin hỏi quý vị đó, cái sự sống này nó khác nhau hay là nó giống nhau? À, xin thưa khác, xin thưa với bà con chư Phật tử ha. Cái sự sống này đó mình phân ra làm bốn loại. À, xin lỗi, sáu loại. Là trời nè, người nè, Atula nè, địa ngục nè, súc sinh nè, quỷ khổ. Dạ, yeah, quỷ khổ. À, mà thường mình nghe đó là ngạ quỷ đó. À, nhưng nếu dịch cho nó đúng là phải là quỷ khổ, bởi vì ngạ quỷ đó là quỷ đói, mà quỷ đói đó là một trong những loại quỷ khổ bê ta. Sáu loại. Sáu loại này có sự sống khác nhau, xin thưa quý vị. Mà không phải là sáu loại này có sự sống khác nhau đâu, mà chúng ta thấy đó, mỗi loại đó, trong mỗi loại đó cũng đã có cái sự sống khác nhau rồi. Thế thì chúng ta thấy loại người, thì theo quý vị loại người có sự sống giống nhau hay là khác nhau? Loại người đó là tuổi thọ bất định. À, có người đó là sống được dài ngày. À, thậm chí là chưa được vài ngày nữa, chết trong bụng mẹ thì là chưa được vài ngày. À, có người đó là sống được tới 100 mấy chục tuổi. Ở trong kinh nói thì 160 tuổi, mà ở ngoài đời chúng tôi chưa có đọc, cái có lẽ là cái đọc báo của chúng tôi không có nhiều đó. À, thành ra chúng tôi thấy là chưa có thấy ai sống tới được 160 tuổi. Mà sống 120 tuổi, 120 mấy tuổi thì chúng tôi có đọc báo rồi có thấy. Bây giờ là cho dù 160 tuổi đi là cao nhất. À, như vậy thì cũng có cái thấp nhất, đó là 1-2 ngày. Vậy thì từ 1-2 ngày mà cho đến 160 tuổi đó, chúng ta thấy cái tuổi thọ của con người thôi đó, xin thưa quý vị, nó cũng đã khác. À, nó cũng đã khác. À, loài người đó tuổi thọ nó khác, vậy thì súc sanh nè, Atula nè, địa ngục nè, quỷ khổ nè, cũng khác. Rồi bà con chư Phật tử chúng ta họ có thể hỏi ra là vậy chứ trời có khác không? Xin thưa quý vị, cũng khác. Dạ, cũng khác. Mãi cho đến cái cõi quảng quả trở lên đó. Dạ, thì tuổi thọ đó mới nhất định. Quảng quả đó là 500 đại kiếp thì cứ sống hết 500 đại kiếp thì thôi. Phi tưởng phi phi tưởng xứ đó là 84.000 đại kiếp thì hết 84.000 đại kiếp thì thôi. Vậy là chúng sinh ở trên cõi phi phi tưởng xứ đó, thì những chúng sinh mà sống ở cõi đó đó là giống nhau. Chúng sinh mà sống ở cõi quảng quả đó là giống nhau. Dưới cõi quảng quả đó nó còn bị chi phối bởi cái điều kiện là sanh trụ. Thành trụ ngoại quả đất. À, nó còn tùy thuộc vào cái điều kiện này nữa, để có thể đó là sống hết tuổi thọ ở cái cõi đó hay là không. À, như vậy đó thì là tuổi thọ cũng không có giống nhau. Dạ, yeah, không có giống nhau. Vậy thì sáu loại nè. À, sáu loại này, sáu sanh loại này, thưa quý vị, tuổi thọ nó không giống nhau rồi.
mà sống không có giống nhau đó đó. Cứ hễ khi nào mà còn có sự sống, tức là còn có danh mạng quyền, còn có sắc mạng quyền, thì tất yếu phải trải qua 4 hoặc là 3 giai đoạn. 4 là sanh, trụ, dị, diệt. Còn mà 3 giai đoạn đó là sanh, trụ, diệt. Cũng đều phải trải qua 3 giai đoạn hoặc là 4 giai đoạn vậy hết trên sinh tu diệt. Cứ hễ khi nào mà còn có sự sống, có tuổi thọ thì đều phải trải qua 3 giai đoạn hoặc là 4 giai đoạn vậy hết. Như vậy thì 3 giai đoạn hay là 4 giai đoạn đó đó, dần dần làm cho cái tuổi thọ của chúng sinh đó đó cạn lại và đến cái chỗ chết. Thì vấn đề ở đây chúng ta sẽ đặt ra đó, sẽ hỏi đó, là chết rồi có còn tái sanh lại không, hay là chết rồi là hết luôn? Thì khi nãy dẫn nhập chúng tôi mới nói với quý vị đó là nhân nào quả đó, điều kiện nào thì sẽ tương ứng với cái quả đó. Chết rồi mà không còn tái sanh lại thì nó phải có một cái điều kiện tương ứng. Chết rồi mà còn tái sanh trở lại thì nó phải có một cái điều kiện tương ứng. Nó phải có một cái điều kiện tương ứng. Thì điều kiện ở đây là gì? Cái hình ảnh ở trên Đức Thế Tôn Ngài dạy là người chăn bò dùng gậy, Dande Nagopalo, dùng gậy để lùa con bò đó đến cái bãi, bãi cỏ. Rồi từ đó đó, Ngài mới dạy đến một cái hình ảnh khác, đó là sự già và sự chết làm hao mòn cái tuổi thọ của sự sống hay là chúng sinh. Giờ cái sự già nè và sự chết này đó là nó do cái gì mà có già có chết? Già và chết đó là sự vận hành của pháp phú vi, có sanh tất yếu phải có diệt. Và có sanh tất yếu phải có diệt. Và sự sanh sự diệt trong từng sát na đó, đó nó làm cho sắc pháp lớn mạnh lên, tăng trưởng lên, lớn mạnh tăng trưởng đến một mức độ nào đó dừng lại. Rồi sự sanh sự già đó đó làm cho sắc pháp đó đó nó bị hoại đi, bị già đi, dần dần đến chỗ mất đi. Sự tiến qua dòng sắc của chuỗi sắc pháp nó giống như một cái parabol vậy, xin thưa quý vị, đi lên đến đỉnh rồi nó sẽ đi xuống. Đi lên đến đỉnh rồi thì quá trình đi lên đi xuống đó đó, thì tự hỏi với bà con chư Phật tử chúng ta này ha, giờ mình sống ví dụ như con người mình thôi, nói con người mình đi, tuổi thọ mình 60 năm đi, thì cái đỉnh parabol đây là 30. Và từ 1 đến 30, rồi 30 xuống 60. Và xuống 60. Thì từ 1 mà lên 30 đó đó, thì xin hỏi với bà con chư Phật tử chúng ta là chúng ta có thở vô thở ra không? Có, chứ không có thở vô thở ra thì làm sao mà chúng ta lên được 30? Rồi khi mà có thở vô thở ra đó đó thì đầu óc chúng ta có suy nghĩ không? Miệng chúng ta có nói không? Thân chúng ta có làm không? Có chứ. Nếu mà chúng ta đầu óc chúng ta không có suy nghĩ nè, miệng chúng ta không có nói nè, thân chúng ta không có làm nè, thì lấy cơm được bánh trại đâu chúng ta ăn, áo quần đâu chúng ta mặc, nhà cửa đâu chúng ta ở, thuốc đâu chúng ta trị bệnh. Đó. Có. Vậy thì có nghĩa là gì? Từ 1 mà tiến lên 30 đó, đó chúng ta cũng phải có thân hành, khẩu hành, ý hành. Thân hành, khẩu hành, ý hành đó, nó cũng phải vận hành theo quy luật của pháp hữu vi. Vậy thì vấn đề ở đây chúng ta lại cần phải hiểu nữa đó. Thân hành, ý hành này đó, trong cái câu kệ này ám chỉ cho cái gì? Xin thưa, ở trong câu kệ này, thân hành, khẩu hành, ý hành ở đây đó,
là tương đồng với đàn đền á, là hình phạt. Thế tại sao chúng tôi lại dám nói với quý vị vậy? Mời bà con chư Phật tử chúng ta đọc lại trong Trung Bộ Kinh, bài Kinh Upali. À, trong bài kinh đó, Đức Thế Tôn Ngài mới hỏi ông Thiện Nam Upali chi vậy chứ bên đạo Niết Kiền Tử đã chủ trương lại gì? Thì ông Upali đó mới nói đó, thưa tôn giả Gotama, ở đạo Niết Kiền Tử chủ trương đó là thân phạt hình phạt ý phạt. Thì Đức Thế Tôn hỏi cho trong ba cái loại phạt đó, đó thì cái nào là nặng nhất? Thì ông trả lời đó là thân phạt là nặng nhất. À, một người mà lực lưỡng cầm một cái gươm nhật, à, thì trong một phút đó là có thể giết được cả trăm người. À, Đức Thế Tôn Ngài mới hỏi vậy cho với một người mà chứng đắc thượng thần thông là trong một second thì có thể thiêu rụi được một thành phố này không? Thì ông Bali ông nói được chứ, được. À, thì từ cái chỗ mà ông trả lời được đó, đó thì đồng nghĩa với việc đó là chủ trương của Niết Kiền Tử đã bị phá sản. Vậy thì ý phạt mới là quan trọng nhất. À, nhưng mà thử hỏi với quý vị này nha, để sử dụng được thần thông mà thiêu hủy một thành phố đó thì người đó phải chứng đắc được cái gì? Ngũ thiền. Ngũ thiền rồi luyện thần thông. Dạ, ngũ thiền rồi luyện thần thông. À, thì thử hỏi bà con chư Phật tử chúng ta, đây là ngũ thiền là thiện hay là bất thiện? Là thiện, thiện sắc giới, là tố sắc giới. À, ngũ thiền thiện sắc giới hoặc là ngũ thiền tố sắc giới là luyện thông. À, thì sử dụng thần thông đó mới thiêu rụi được một thành phố. À, vậy thì từ cái chỗ đó chúng ta mới hiểu cái chữ đan đá này nè. À, chữ đan đá này đó chúng ta hiểu đó chính là nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Cứ hễ khi nào mà chúng sinh còn nghiệp thiện, nghiệp bất thiện, à thì còn sanh ra, lớn lên, già, chết. Sanh ra, lớn lên, già, chết. Thì nghiệp thiện và nghiệp bất thiện này nó giống như đó là người chăn bò người ta dùng cái cây gậy đấy, xin thú vị. Ta lùa đang bò ra cái đồng cỏ. À thì do cái nghiệp thiện, nghiệp bất thiện này nè, cho nên đó, à là các sinh hữu hay là các sự sống đó đó mới bị chịu cái quy luật của pháp vi, là bị sanh, bị trụ, bị dị, bị diệt, hoặc là bị sanh, bị trụ, bị diệt. Cứ hễ khi nào mà còn nghiệp thiện, nghiệp bất thiện là còn vậy, còn sanh, còn già, còn bệnh, còn chết. Cha còn chết. À, thì sanh già này nè, lùa chúng sinh á, hay là làm hao mòn nè, cắt đứt đi cái tuổi thọ của chúng sinh nè. Thì khi nãy chúng tôi có đặt cái câu hỏi cho quý vị, cắt đứt đi cái tuổi thọ của chúng sinh này nè, rồi còn tái sanh lại nữa hay là không còn tái sanh lại nữa? Để xin thưa quý vị, nhân nào quả đó, điều kiện nào kết quả đó? Khi nào sự sanh sự già này nè mà bị tác động của nghiệp thiện và nghiệp bất thiện, à, thì sự sanh sự già này nè cắt đứt cái tuổi thọ của chúng sinh đó, rồi tiếp tục tái tạo lại một cái tuổi thọ khác, tức là còn sanh trở lại, chết rồi còn sanh trở lại. Để xin hỏi bà con chư Phật tử chúng ta, cái chết là có mấy loại? Marana, Maranang đó. Chết Marana hay Maranang đó có ba loại. Một là chết trong từng sát na. À, sát na tâm pháp, sát na danh pháp. Cái thân của mình nó có hai phần, xin thú vị, là phần danh và phần sắc. Thì cái phần sắc đó là nó cũng tái tạo liên tục, tái tạo liên tục.
À, cái cũ nó diệt đi, cái mới nó sanh lên. Cái cũ nó diệt đi, cái mới nó sanh lên. Dòng tâm thức cũng vậy, cái cũ diệt đi, cái mới nó sanh lên. Bây giờ bà con chư Phật tử chúng ta đang ngồi nghe chúng tôi giảng pháp đây nè. À, nhưng mà đâu có phải đó là khi nào cũng nghe đâu. À, có khi nghe cái khác, à, có khi cảm nhận cái khác, có khi suy nghĩ, rồi có khi ngửi, rồi có khi đó là đụng chạm. À, thì cái khác mà nó sanh lên đó thì đồng nghĩa với cái việc là cái mà nó đang có đây là nó phải mất đi. À, thì cái khác nó mới sanh lên. Vậy đó là tâm pháp, nó cũng sanh là già diệt, nó sanh ra rồi nó mất đi đó. Thì cái sắc pháp này nó cũng vậy. Và nó cũng vậy. À, cho nên nó là đứng ở cái góc độ này nè, thì là chúng ta ai cũng vậy. À, đang sanh và chết, đang sanh và chết trong từng sát nào. Rồi cái chết thứ hai đó là chết kết thúc kiếp sống. Ái dung này hết tuổi thọ. À, như là con người chúng ta bây giờ đó trung bình tuổi thọ là 75 năm. Thì ai sống được 75 năm thì chết thì xem như đó là hết tuổi thọ, là chết hết một kiếp người. À, con muỗi đó nó sống được 12 giờ đồng hồ thì hết 12 giờ đồng hồ, đó là cái chết hết tuổi thọ của nó. Rồi cái chết thứ ba là chết, à, chết kết thúc sự sanh tử. Thì chết kết thúc sự sanh tử là chết không còn tái sanh trở lại nữa. À, thì xin thưa quý vị, hai cái chết đầu đó là khi nào còn nghiệp thiện, còn nghiệp ác, à, thì còn có hai cái chết đầu này. Nhưng đến khi nào đó thân hành, khẩu hành, ý hành của mình mà không còn thuộc thiện, không còn thuộc bất thiện nữa, thì lúc đó đó hết tuổi thọ, là cái chết đó không còn tái sanh trở lại nữa. Thì cái chết này đó là chết của bậc A-la-hán. Dạ, chết của bậc A-la-hán. À, cho nên từ cái câu kệ này đó chúng ta rút ra một cái bài học, hay là rút ra một cái kinh nghiệm sống cho mình. À, thử hỏi bà con chư Phật tử chúng ta ha, để đạt đến cái chỗ mà chết rồi không còn sanh trở lại làm người nữa đó, thì mình có phải tích lũy nghiệp thiện không? Phải chứ ha. Mà tích lũy nghiệp thiện đó mình còn có bị tái sanh trở lại không? Dạ còn. Còn. Nhưng nếu mình không có tích lũy nghiệp thiện này đó thì mình không đạt đến cái chỗ là diệt nghiệp được. Dạ, diệt nghiệp được. Thành thử ra đó là trong vòng sanh tử luân hồi, khi nào mình cảm nhận là mình vẫn còn tham, vẫn còn sân, vẫn còn si, mà mình cũng ước muốn, mong muốn đạt đến chỗ đó là mình không còn sanh tử luân hồi nữa, thì chúng ta ráng cố gắng tích lũy được nhiều nghiệp thiện chừng nào tốt chừng đó. Do tích lũy nghiệp thiện đó, trên cơ sở của nghiệp thiện đó, mình mới đạt đến cái chỗ đó là diệt nghiệp được. Dạ, diệt nghiệp được. À, thì ai mà tích lũy được nhiều